che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u, nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. 1/10 loài được biết trên trái đất sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm Công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giêsu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Jesus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, Peanut Hippus, còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn. Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, Giant Anteater. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích.
Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành, cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời, ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con, dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ, bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu. Loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim ca châu hiếm khi được nhìn thấy bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim ca châu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng giun tròn. Báo đốm. Được cho là vị vua của rừng rậm Amazon, báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Báo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Báo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon,
Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UIS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku khi đó đang câu cá vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufeo Colorado. Xung quanh Bufeo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Bufeo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Bufeo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado, đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia
là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này. Vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tay nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Ba Chuê, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa.
vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền. Họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét, hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepulveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manoa, nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manoa. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Raleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời, vua James lên ngôi. Raleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Raleigh đã cao. Nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Raleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Raleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Raleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này, còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemys. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Raleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Raleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng
trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố dát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn trinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn trinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng,
lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau Công Nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật, có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Fawcett không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất.
những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người nghĩ. Che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u, nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. 1/10 loài được biết trên trái đất sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm Công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giêsu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Jesus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, peanut, hitbook. Còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn. Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng
rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, gen Antiter. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích. Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành, cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời, ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con, dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ, bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu. Loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim ca châu hiếm khi được nhìn thấy bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim ca châu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng giun tròn. Báo đốm. Được cho là vị vua của rừng rậm Amazon, báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Báo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Báo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc
và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon. Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây, bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UIS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku khi đó đang câu cá vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufeo Colorado. Xung quanh Bufeo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Bufeo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Bufeo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado, đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ
để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này. Vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tay nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Ba Chuê, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ.
và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét. Hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepulveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manoa, nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manoa. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Raleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Vua James lên ngôi. Raleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Raleigh đã cao. Nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Raleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Raleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Raleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này,
còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemis. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Rayleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Rayleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố rát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn trinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn trinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay,
bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau Công Nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật, có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Fawcett không tìm thấy số lượng lớn người bản địa,
Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người nghĩ. Che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u, nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. 1/10 loài được biết trên trái đất sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giêsu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Jesus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, Peanut Hippus, còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn,
Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, gen Antiter. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích. Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời, ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ, bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu. Loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim ca châu hiếm khi được nhìn thấy bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim ca châu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng run tròn. Báo đốm.
được cho là vị vua của rừng rậm Amazon. Bảo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Bảo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Bảo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon. Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UIS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku khi đó đang câu cá vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufeo Colorado. Xung quanh Bufeo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai
và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Buffalo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó Buffalo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này. Vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tai nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Ba Chuê, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày,
một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét. Hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepulveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manua, nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manua. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Raleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Vua James lên ngôi. Raleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Raleigh đã cao.
nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Rayleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Rayleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Rayleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này, còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemys. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Rayleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Rayleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố dát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền Bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn trinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn trinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa
đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Guatavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau Công Nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn
một số ngôi mộ có lễ vật. Có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới, rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Forset không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu, ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người nghĩ. Che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. 1/10 loài được biết trên trái đất sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giêsu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước
với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Thresus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, Peanut hippus, còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn. Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, Gen Antiter. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích. Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời, ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con, dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ, bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu. Loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim ca châu hiếm khi được nhìn thấy,
bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim ca trâu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng giun tròn. Báo đốm được cho là vị vua của rừng rậm Amazon. Báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Báo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Báo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon. Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó, những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây, bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UIS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku, khi đó đang câu cá, vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng.
Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Búfalo Colorado. Xung quanh Búfalo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Búfalo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Búfalo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Búfalo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado, đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này. Vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tay nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống.
chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Ba Chuê, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét. Hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepulveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manua, nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manua. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào,
Rayleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Vua James lên ngôi. Rayleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Rayleigh đã cao. Nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Rayleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Rayleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Rayleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này, còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemys. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Rayleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Rayleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố rát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn trinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn trinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743,
nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau Công Nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia.
Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật. Có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Forset không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu, ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người nghĩ. Che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u, nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. 1/10 loài được biết trên trái đất
sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus, được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm Công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giê-xu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Jesus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, peanut, hippo, còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn. Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, Jane Antiter. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích. Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành, cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời, ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ,
bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu, loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim ca châu hiếm khi được nhìn thấy bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim ca châu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng giun tròn. Báo đốm được cho là vị vua của rừng rậm Amazon. Báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Báo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Báo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon. Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây, bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UIS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku, khi đó đang câu cá, vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão.
Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufeo Colorado. Xung quanh Bufeo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Bufeo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Bufeo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado, đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này. Vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt
một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tay nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Ba Chuê, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét, hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepúlveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manua,
nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Rayleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manoa. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Rayleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Vua James lên ngôi. Rayleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Rayleigh đã cao. Nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Rayleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Rayleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Rayleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này, còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemys. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Rayleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Rayleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố rát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền Bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày. Nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn chinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn chinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả
vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất
của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau công nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật. Có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Forset không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu, ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người nghĩ. Che phủ hơn 5,5 triệu km vuông hành tinh, trải dài gần nửa lục địa Nam Mỹ, được nuôi bởi sông Amazon hùng vĩ. Rừng rậm Amazon với những thảm thực vật đa dạng, phong phú, một thế giới chứa đầy những quái thú nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Những bộ lạc thổ dân cực đoan chưa từng đặt chân ra khỏi khu rừng cùng hàng loạt điều ly kỳ đằng sau. Chính những điều đó đã thôi thúc con người khám phá Amazon và tìm ra rất nhiều bí ẩn khác xuất phát từ khu rừng âm u nguy hiểm này. Đặc điểm khí hậu: khu rừng nhiệt đới này có mùa mưa quanh năm. Trong rừng nhiệt đới không có các mùa cố định. Tất cả đất đai thảm thực vật trong khu vực nhiệt đới thì không phải trải qua những mùa này. Nhiệt độ trung bình rơi vào khoảng 26 đến 30 độ C trong suốt cả năm. Do khu rừng này nằm trên đường xích đạo và chịu ảnh hưởng sâu sắc các đặc điểm địa lý và khí hậu của vùng xích đạo, nên độ dài của ngày với khoảng 12 giờ nắng kéo dài suốt cả năm. Vì vậy, nó nhận được nguồn cung cấp ánh sáng mặt trời liên tục, là thành phần quan trọng của quá trình quang hợp. Nhìn chung, chính hiện tượng này làm cho nhiệt độ khu vực này luôn ổn định, với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và mức cao nhất khoảng 34 độ. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn đã khiến độ ẩm luôn được duy trì ở mức cao. Hơn nữa, do tán rừng rộng lớn của khoảng gần 400 tỷ cây rừng đã khiến không khí trong rừng luôn oi bức và ngột ngạt. Rừng Amazon chịu trách nhiệm tạo ra 50 đến 75% lượng mưa tại vùng Amazon. Độ ẩm từ Amazon cũng ảnh hưởng đến lượng mưa ở Tây và Trung Mỹ. Hệ sinh thái là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ. Rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động thực vật còn tồn tại trên thế giới. Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loại côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong khu rừng mưa Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660 cho đến 128.843 loài động vật không xương sống chỉ ở mỗi Brazil. Một số nhà khoa học ước tính rằng 1 km vuông có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150 loài thực vật bậc cao. 1 km vuông đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn.
khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa, dao động khoảng 25%. Động vật. Với hàng ngàn loài động vật sinh sống trong rừng rậm, một số loài động vật tiêu biểu ở rừng mưa nhiệt đới Amazon đó là báo đốm, con lười, cá heo sông, vẹt đuôi dài, chăn Nam Mỹ, ếch thủy tinh, ếch phi tiêu độc, vân vân. Một phần 10 loài được biết trên trái đất sống ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, cũng như 1/5 loài chim được biết đến. Có thể kể đến một vài loài tiêu biểu và độc đáo như sau. Thằn lằn Jesus, được đặt tên nhờ khả năng chạy trên mặt nước. Các nhà thám hiểm Công giáo đã liên tưởng khả năng này đến câu chuyện tin mừng về Chúa Giê-xu đi trên vùng biển của biển hồ Galilee. Khi chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi, nó có thể chạy trên mặt nước với tốc độ 1,6 km/h trong khoảng cách 20 mét. Loài thằn lằn Jesus có thể thực hiện việc này là nhờ vào những ngón chân sở hữu một lớp màng đặc biệt, cho phép nó đứng trên hai chân sau và chạy trên nước. Bọ đậu phộng, peanut, hitbook. Còn có cái tên khác là ruồi lồng đèn, bọ cá sấu, ve sầu rắn. Chúng là một sáng tạo bí ẩn. Thật kỳ lạ, loài côn trùng này có cái đầu gần giống một quả đậu phộng. Các nhà khoa học không chắc chắn hình dạng cái đầu này có tác dụng gì. Họ tin rằng nó có thể bắt chước đầu thằn lằn để ngụy trang trốn những kẻ săn mồi. Đôi cánh của nó là độc nhất theo cách các đốm xuất hiện như mắt cú. Một truyền thuyết nói rằng vết cắn của nó có thể gây chết người tùy vào tâm trạng của đôi cánh này. Sự thật là bọ đậu phộng rõ ràng là không thể tự vệ và chỉ đơn giản là một loài vô hại. Thú ăn kiến khổng lồ, Gen Antiter. Đúng như tên gọi của chúng, thú ăn kiến khổng lồ rất thích ăn bọ xít và kiến. Trên thực tế, với những chiếc mõm hình ống và lưỡi dài của chúng, đặc biệt thích hợp để gặm nhấm côn trùng bất cứ nơi nào chúng thích. Loài này mang biệt danh khổng lồ vì chúng lớn hơn nhiều so với các loài ăn kiến khác, với chiều dài hơn 2,1 mét. Sư tử vàng Tamarin. Loài động vật kỳ quái này thực sự là một con khỉ, nhưng được lấy tên sư tử vì chiếc bờm ấn tượng của nó. Bộ lông vàng tuyệt đẹp và dày bao quanh khuôn mặt đen và lôi cuốn của nó. Sư tử vàng Tamarin có thể dài từ 15 đến 25cm, trong khi đuôi của nó thậm chí dài hơn ở mức 30 đến 38cm. Con cái thường sinh đôi, trong đó con đực đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc con non, mang theo con trên lưng đi tìm thức ăn. Chúng ngủ trong các lỗ ở trên cây vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày, sống theo nhóm từ 2 đến 8, tạo thành bầy và sử dụng các dấu hiệu hoặc bài hát để giữ lãnh thổ. Chuột lang nước, Capybara. Chuột lang nước có một ngoại hình tròn dài và được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ và nâu sẫm. Còn trưởng thành, cao khoảng 60cm từ lưng trở xuống, dài hơn 1,2 mét và có thể nặng gần 68kg, khiến chúng trở nên to lớn so với loài gặm nhấm khác. Đây là loài gặm nhấm bán thủy sinh tự nhiên chúng thường, kiếm sống ở những vùng đất ngập nước của rừng mưa Amazon. Cá heo sông Amazon. Cư dân nổi tiếng nhất của sông Amazon không ai khác ngoài cá heo sông Amazon, hay còn gọi là boto, trông xinh xắn với màu hồng và có thể phát triển lớn hơn kích thước của con người. Màu sắc khác biệt của chúng được cho là do các mao mạch máu của chúng nằm gần bề mặt da. Kỳ nhông xanh, Green Iguana. Đây là thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Kỳ nhông xanh đôi khi được gọi đơn giản là kỳ nhông. Không giống như nhiều anh em họ bỏ xác của chúng, những con thằn lằn này thích ăn rau xanh, trái cây và hoa thay vì côn trùng và các loài động vật khác. Một con kỳ nhông trưởng thành có thể dài tới gần 1,8 mét tính từ đầu đến đuôi. Đại bàng Happy. Những kẻ săn mồi xinh đẹp này sống chủ yếu ở Trung Mỹ và rừng nhiệt đới Amazon. Mặc dù là những thợ săn lành nghề, là kẻ săn mồi đỉnh cao, nhưng chúng phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể từ các hoạt động của con người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến mất môi trường sinh sống khi những khu vực lớn của rừng nhiệt đới Amazon đang bị xóa bỏ để lấy đất phát triển kinh tế. Nặng tới 9kg, đại bàng Happy Máy có thể lớn gấp đôi bạn tình của chúng. Chăn Nam Mỹ, Anaconda. Đây là loài rắn lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất thế giới, cũng có thể là loài rắn nổi tiếng nhất. Chăn Nam Mỹ có thể phát triển dài tới 9,1 mét và nặng tới 250kg. Chúng liên tục phát triển trong suốt cuộc đời,
ăn khoảng 18kg thức ăn mỗi ngày. Nếu nuốt những con mồi lớn thì có thể làm chúng thỏa mãn trong vài tuần. Một con chăn cái thường lớn hơn và sinh khoảng 20 đến 40 con chăn con, dài khoảng 60cm. Ếch thủy tinh, Glass Frog. Đúng như tên gọi của nó, da của con ếch thủy tinh trong mờ, mặc dù nó chủ yếu là màu xanh lá cây. Nếu nhìn kỹ, bạn thực sự có thể nhìn thấy bụng, tim, gan và các cơ quan khác của nó. Nòng nọc ếch thủy tinh tự do chảy từ cây và rơi trực tiếp xuống nước khi nở. Kim ca châu. Loài họ hàng của gấu trúc này có bộ da vàng, lông và đuôi được thiết kế để kẹp cành cây, thường được biết đến như khỉ gấu, gấu mật hay khỉ sư tử. Kim cà trâu hiếm khi được nhìn thấy bởi vì nó là một sinh vật sống về ban đêm, bám trên ngọn cây. Chúng sử dụng những lưỡi dài hơn 12cm của mình để hái trái cây. Chúng thích uống mật hoa và có chế độ ăn kiêng với 90% là lá cây. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là động vật ăn thịt. Kim cà trâu đôi khi được nuôi như thú cưng, mặc dù chúng có thể mang ký sinh trùng run tròn. Báo đốm được cho là vị vua của rừng rậm Amazon. Báo đốm là loài mèo lớn nhất ở châu Mỹ, đứng thứ ba thế giới chỉ sau sư tử và hổ. Những đốm của chúng rất giống hoa hồng, khiến chúng khác biệt so với những con mèo lớn khác. Báo đốm có lực cắn mạnh nhất trong tất cả họ nhà mèo săn mồi, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Báo đốm có khả năng đâm xuyên sọ và phá vỡ lớp vỏ của một con rùa biển. Loài vật này là một kẻ đi săn đơn độc và thường sẽ trở lên cây để lấp sau khi săn mồi. Các nhóm thổ dân bản địa như Yanomamo và Kayapo đã sống ở Amazon trong hàng ngàn năm, tồn tại nhờ vào khu rừng này. Tuy nhiên, ngày nay, họ phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hại từ những người định cư tìm cách khai thác nguồn tài nguyên đáng kể của Amazon. Người ta ước tính những bộ tộc ở đây xuất hiện cách ngày nay khoảng 32.000 đến 39.000 năm về trước. Kể từ thời điểm đó, người Amazon đã phát triển lối sống kết hợp tốt với những lợi ích và hạn chế của rừng nhiệt đới. Thổ dân rừng Amazon xây nhà từ gỗ và lá cây của rừng. Họ đốn cây lấy củi và mở rộng đất canh tác. Sau đó những người phụ nữ trồng trọt mùa màng như trồng đậu, sắn, bí ngô. Bên cạnh đó, những người đàn ông có thể đi săn bắn và đánh cá. Sau từ 4 đến 5 vụ thu hoạch, họ lại di chuyển đi nơi khác. Gắn với lịch sử hình thành và diện tích rộng lớn như vậy, rừng rậm Amazon cũng có rất nhiều truyền thuyết kỳ quái trong khu rừng này. La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế, La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây, như đi tiểu vào gốc cây, đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng, để hãm hại một người, chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc. Chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. El Chulachaqui, người giám hộ rừng tinh danh. El Chulachaqui được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết, El Chulachaqui là một người nông dân lùn, hình dạng giống tiểu yêu, nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulachaqui có chân giống chân nai. El Chulachaqui rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí, El Chulachaqui còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Piraruku, chàng chiến binh ngỗ ngược, báng bổ các vị thần. Piraruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương, Piraruku từng là một chiến binh của bộ lạc UAS tới từ tây nam Amazon. Trong truyền thuyết, Piraruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng, nên Piraruku thường hay tự hào quá về bản thân, đôi lúc hành xử khá vô lý. Piraruku chỉ trích các vị thần không giúp ích gì cho bộ tộc
và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự báng bổ là Tupa, vị thần tối cao đã ra lệnh cho các vị thần dưới quyền trừng phạt Piraruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Piraruku khi đó đang câu cá vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó, anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantin và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Bufeo Colorado, cá heo hồng biết biến hình, đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật, mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufeo Colorado. Xung quanh Bufeo Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ bề ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Bufeo Colorado đó là lừa và đẩy anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó, Bufeo Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. El Dorado, đó là một huyền thoại vừa rực rỡ vừa chết chóc. Trong nhiều thế kỷ, hàng nghìn người chinh phục Tây Ban Nha đã biến mất vào những khu rừng rậm ở Nam Mỹ để theo đuổi một thành phố bí mật làm bằng vàng, gây tai ương cho toàn bộ nền văn minh bản địa. Nhưng điều gì thực sự truyền cảm hứng cho huyền thoại? Liệu có thực sự tồn tại những kho báu bằng vàng và những thành phố ẩn giấu? Và nếu có, liệu còn nhiều thứ khác đang chờ được khám phá không? Đất nước Colombia là nền tảng cho huyền thoại El Dorado. Và giờ đây, các nhà thám hiểm hiện đại đang có những khám phá mới đáng kinh ngạc. Một nhà khảo cổ học đang tiến hành tìm kiếm một hang động bị lãng quên, nơi tìm thấy giải thưởng vàng lớn nhất của Colombia. Một nhóm khác đang khai quật những ngôi mộ của một nền văn minh hùng mạnh gần Stonehenge, bí ẩn của Colombia. Trong khi đó, sâu trong khu rừng nhiệt đới hoang sơ, công nghệ tiên tiến đã tiết lộ một mạng lưới khổng lồ, các cấu trúc bị mất chưa từng được khám phá. Liệu họ có thể đạt được và họ sẽ tiết lộ những bí mật gì? Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon. Khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình kiến trúc từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy có tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ. Với kế hoạch chinh phục các vùng đất này, họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các quân đội này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên và Cusco được thành lập bởi người Inca vào khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này.
vào một ngày đẹp trời khoảng giữa thế kỷ 16, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo kênh khoa học National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tay nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Bache, nữ thần thủy tổ của người Muisca, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Ngoài truyền thuyết trên, những nhà thám hiểm vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manua. Ở đây khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông ta cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng khi trở về đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và vì thế họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Muisca và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, nhưng họ đã tìm thấy hồ Guatavita và cho rằng đây chính là cái hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét, hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị, ngày nay số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio de Sepúlveda đã thành lập lực lượng lao động và tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô la ngày nay trước khi rãnh sụp và làm thiệt mạng tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Guatavita chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo tạp chí khoa học Life Science, vào năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp, nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Gonzalo Pizarro nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong cuộc hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Ông ta muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra.
Vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh Quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter Raleigh cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manoa, nằm ở cạnh hồ Parime. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời. Nó mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manoa. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Raleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Vua James lên ngôi. Raleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được đức vua ân xá. Thời điểm giao tù cũng là lúc tuổi tác của Raleigh đã cao. Nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Raleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado, với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Raleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Raleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này, còn có con trai của ông và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Lawrence Kemys. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Raleigh đã ở trong doanh trại. Con trai của ông đã tử nạn trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Raleigh. Ông đã bị xử tử. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Trost đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau. Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại. Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố rát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được, thành phố này vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của trinh tướng Pizarro vào năm 1541. Ông ta đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy rừng nhiệt đới vào mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm ở phía nam đường xích đạo. Nơi này ngày nay là miền Bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco de Orellana tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía bắc đường xích đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn trinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng. Nhưng đáng tiếc, họ coi đó là đồ bỏ đi,
và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn chinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp Charles Marie đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng biết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, El Dorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavita đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm El Dorado. Trong hai thập kỷ, ông đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa, nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng El Dorado sau cùng chỉ là một huyền thoại, đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều giả thuyết cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra, Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ. Hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Fawcett tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là Terra Preta, tức là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể được thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do giáo sư Michael Heckenberger của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài khi phác thảo trên bản đồ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư.
các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau Công Nguyên. Những khu dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Acre, một bang thuộc Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1.200 năm sau Công Nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, một nhóm khảo cổ học đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, họ đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp. Nhóm đã tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật, có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội này phát triển hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới, rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Forset không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cuzco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó. Các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc, có những dải đất bạc màu ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là El Dorado dát vàng như mọi người.